Dạ vâng, câu hỏi đầu tiên của mẹ Hương Giang, mẹ có đặt câu hỏi là cháu bầu 24 tuần bị chuột rút nhiều vào ban đêm thì như vậy là bình thường hay thiếu chất gì ạ? À vâng, câu hỏi rất là thú vị bởi vì đây là một sự hiện tượng thường gặp ở các bà mẹ mang bầu, đặc biệt là 3 tháng cuối của thai kỳ. Chuột rút là một cái hiện tượng các cơ bị co cứng quá mức. Nó hiện nay các cái nguyên nhân thì vẫn chưa một cách rõ ràng, nhưng người ta có thể thấy rằng chủ yếu là trong giai 3 tháng cuối của thai kỳ hay bị hơn và hay gặp hơn. Trong giai đoạn này thì thai nhi to rồi và nó làm cho chèn ép vào người mẹ, làm cho cái nhất là ở vùng hai chân, làm cho các cái cơ nó rất là bị căng cứng. Rồi thường hay xảy ra vào ban đêm và đặc biệt là làm cho bà mẹ rất là phiền lòng, mỗi một lần bị chuột rút thì cảm thấy mất ngủ và khó chịu. Và hướng xử lý ở đây thì chúng ta chỉ chủ yếu là làm sao cho nó giãn bớt cái cơ ở vùng chân thôi. Bằng cách là trước khi là nên tập thể dục nhẹ nhàng, rồi là trước khi đi ngủ có thể đi dạo bộ được khoảng 30 phút, rồi có thể massage ở vùng chân, bởi vì nó hay xảy ra ở vùng chân và vùng bụng, còn ở vùng bụng và vùng tay thì nó ít bị hơn. Thì một số có ý kiến thì cũng có thể là do thiếu một số các cái chất, ví dụ như là canxi, ví dụ như magie, ví dụ như kali. Thì những cái chất đấy khi mà thiếu hoặc là một số các cái yếu tố vi lượng khác. Thì cần để khắc phục việc này thì thứ nhất là chúng ta cũng cần phải đi khám thai và trình bày với bác sĩ để người ta có thể cho một số các cái xét nghiệm để kiểm tra xem liệu mình có thiếu cái chất gì không. Bởi vì thế cho nên là khi mà đi khám thai chúng tôi hay cho thường là hay kê đơn canxi, cho canxi và magie, bởi vì đấy là thường mọi người hay bị như thế. Thế còn ngoài ra nữa thì vấn đề chế độ ăn uống, bạn cũng đảm bảo phải ăn uống rất là tốt, rồi những cái loại thực phẩm dầu có chất, nhiều hạt như là đậu, rồi các cái thực phẩm khô khác thì để khắc phục những cái thì mình thế. Nhưng mà bạn cũng một điều là yên tâm là không phải lo, nó không phải là bệnh gì mà nguy hiểm. Vâng, nó chỉ là một hiện tượng sinh lý và chúng ta có thể kiểm tra, dùng các xét nghiệm có thể khắc phục được. Subscribe.